Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này mình quay bà con xem về một đám gừng thì ở Buôn Hồ Đắk Lắk đây. Thì cái đám gừng này nói chung là trên 8.000 bịch. Thì một cái củ gừng này của nông dân của anh Đức, thì anh trồng nói chung là rất là bài bản và cụ thể. Thì đây là đang chuẩn bị bắt đầu là thu hoạch, cũng là tháng 12 dương lịch bắt đầu tiến hành thu hoạch. Thì mình sẽ quay bà con xem về clip thu hoạch và moi cái củ gừng ở trong bị bóng. Như ở những clip trước đó, mình cũng nói với bà con là kỹ thuật trồng gừng ở bị bóng. Thì nếu những bà con chúng ta không có đất á, thì chúng ta trồng theo phương pháp này chung rất hiệu quả. Một bụi gừng dao động từ 3 đến 5 kg. Trong gừng này là gừng dễ xuất khẩu. Thì qua clip này bà con nào có nhu cầu á, mà sử dụng gừng á, thì có thể liên hệ số điện thoại dưới. Thì hiện nay cây gừng là một trong những cái cây á, mà nó mang lại cái giá trị lợi nhuận cao cho con nông dân của chúng ta. Thì nhờ những cái quy trình trồng và kỹ thuật trồng á, thì mình nói cũng rất là kỹ rồi. Thì tiếp theo ở gần cuối clip mình sẽ nói lại cái quy trình về trồng. Còn lại giờ đây mình quay vào con xem về toàn bộ cái củ gừng mà mình đang mò đây. Thì tất cả 8.000 bịch này thì bịch nào cũng đều hết. Thì bụi từ 3 đến 5 kg á, nói chung là gừng rất là tốt. Thì gần này chúng ta cũng gần tới cuối năm 2018 là Tết rồi đó. Để bà con ta sẽ có nhu cầu làm mứt, làm rim. Nói chung là đó là phục vụ cái Tết Nguyên Đán của bà con nông dân chúng ta. Và một số cái nguyên liệu khác như là trà gừng. Nói chung cái công nghệ và ứng dụng của cái cây củ gừng vào đời sống của con người chúng ta nó rất là nhiều. Đây là củ gừng này, moi rất là từ từ cho bà con xem á. Một củ gừng 3 đến 5 kg thì bà con biết nó to và nặng như thế nào nha. Cái này mình đang moi á, bà con cứ theo dõi nha. Thì bên trái cây thơm mùa lắc luôn quay những video hàng ngày và cập nhật cái cho bà con xem á. Thì mình sẽ ra video vào mỗi tối hàng ngày, mỗi tối là một video cho bà con xem và theo dõi. Đây củ gừng rất là to, nói chung là thu hoạch như kiểu này cũng rất là tiện lợi. Vì một bụi gừng á, thì nó gói lọn một củ thật là to á. Nên khi mà đào gừng mà không có chú trọng, đừng để nó gãy rời ra nha. Thì nó vận chuyển nói chung là rất là khó, nên bà con luôn luôn cẩn thận ở khu đào và vận chuyển. Đóng bịch và đóng thùng chung cho nó kỹ. Đây là một củ gừng đó, mình đào lên bà con xem á. Toàn bộ những cái gừng này là gừng dùng để đi xuất khẩu hết, làm rim mứt rất là tốt. Còn thấy không, củ gừng rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ quay mặt trước mặt sau toàn bộ củ gừng cho bà con xem á. Thì 8.000 bịch đây hầu như củ nào cũng to như thế này á, mình khẳng định với bà con. Mình sẽ thu hoạch quay hết toàn bộ cảnh thu hoạch gừng để bà con ta xem. Thì về cái việc mà chăm sóc phòng bệnh củ gừng á, chúng ta cũng nên chú trọng bệnh mà thối củ gừng do nấm và khuẩn gây ra, kể cả trên thân và dư củ luôn á. Nếu chúng ta không quản lý được mầm bệnh khi củ gừng chúng ta thối hết á, thì chúng ta sẽ mất trắng hết, không thu được cái củ nào nữa. Lúc đó bán giá thành nó cũng không được cao. Đó, đây là những toàn bộ cái củ gừng mình vừa moi và con xem á. Thì củ nào cũng bự hết. Mình quay toàn bộ cái vườn mô hình trồng sen với cà phê á, thì cà phê rồi tiết kiệm ở những cái trên bờ đó chúng ta trồng gừng luôn. Thì nông dân bà con ở Buôn Hồ Đắk Lắk á, chúng ta trong cái áp dụng cái phương pháp này rất là nhiều quả. Đây toàn bộ củ gừng á, bạn xem. Thì về mình nói lại sơ về cái kỹ thuật trồng và chăm sóc củ gừng đó. Về thời vụ trồng gừng á, thì chúng ta có thể trồng đầu xuân có tháng 1, tháng 2 và vụ cuối vụ xuân có thể tháng 4, tháng 5. Thì sau thời gian trồng thì thu hoạch vào khoảng tháng 11 đến tháng 12, thì thời gian sinh trưởng của gừng tầm 8 đến 10 tháng. Còn về cái khâu chọn đất trồng á, thì chúng ta phải chọn đất tơi xốp cao, thoáng mát, giàu dinh dưỡng và độ pH tầm 6 đến 7. Trước khi trồng chúng ta nên trời đất cho kỹ. Thì về phương pháp trồng có rất nhiều, thứ nhất chúng ta trồng bằng ngoài đất, có thể trồng trong bịch. Đó là phương pháp. Thì với clip này mình hướng dẫn bà con là trồng ở trong bịch bóng thì rất là tiện lợi cho bà con. Về cái khâu mà chuẩn bị hông giống á, thì chúng ta cái khâu này rất quan trọng nha. Bà con phải xử lý tốt hông để cho nó nhanh nảy mầm, hạn chế được nấm bệnh. Và đây là khâu quyết định năng suất của gừng á. Nếu bà con chúng ta chọn giống mà nó không có tốt á, thì sau này giống của chúng ta bán ra rất là khó bán, như là năng suất nó không được cao. Còn có thể là nhầm một số loại gừng như gừng sẻ.
thì nó sẽ không hiệu quả. Thì về đó là về khâu chọn giống và cái kỹ thuật trồng á, thì với cái việc thứ nhất là mình nói về cái việc mà trồng trên luống nha, thì chúng ta lên luống rộng từ 80 đến 100 cm và cao từ 20 đến 25 cm. Thì trên mỗi cái luống này chúng ta trồng hai hàng so le với nhau và hàng cách hàng từ 40 đến 50 cm và cây cách cây từ 30 đến 40 cm. Thì trước khi đào hố trồng thì kích thước hố phải 10 đến 12 cm và sâu từ 7 đến 10 cm. Về cái rãnh luống rộng từ 30 đến 40 cm thì tùy thuộc vào cái độ dày trắng tầng mà canh tác á, thì chúng ta có những cái cách đào hố mép hố riêng. Thì đối với cái việc mà bón lót á, thì chúng ta bón lót phân chuồng, hôi mục cộng phân lăng và vôi bột. Tùy vào đất, nếu đất chúng ta chua thì chúng ta phải bón vôi trước. Và đặc biệt chúng ta không bón cùng lăng nha, cái vôi chúng ta không nên bón cùng lăng. Về cái kỹ thuật trồng á, thì nếu trồng bầu đặt miệng bầu á, thì chúng ta phải cho nó cao từ 2 đến 3 cm. Nếu trồng bằng hom thì chúng ta nên đặt giống xuôi theo chiều luống. Vì thứ nhất là sau này cái mầm sinh trưởng nó sẽ mọc ngang. Nói về cái kỹ thuật trồng, về cái kỹ thuật mà chăm sóc á, sau khi trồng á, thì chúng ta cần phải tưới nước ẩm sau khi trồng, đặc biệt là những cái tháng đầu tiên á, chúng ta nên trồng và tưới nước thường xuyên. Tuy nhiên không nên để gần bị ngập úng nha, vì nó ngập úng á, sẽ gây tình trạng là thối củ và tỷ lệ chết nó rất là cao. Còn về cái bón thúc á, thì chúng ta dùng các loại phân bón đa lượng, thì như bón đạm, kali rồi đó. Thì những cái đó chúng ta xem vào bán, thì bón có thể dùng phân NPK tổng hợp chúng ta bón lót. Về cái gừng á, thì sau bệnh hại thì chúng ta cũng thường xuyên rồi thường phòng một số bệnh như là rọi xanh, rẹp sáp và trĩ rồi đó. Thì về đó là sau bệnh hại. Còn về bệnh á, thì gồm có bệnh nấm gây hại ở trên lá và bệnh thối củ gừng, đó là hai cái bệnh mà chúng ta nên quan tâm. Thì đó là những cái mà mình nói sơ và con xem. Thì toàn bộ cái vườn này mình cũng quay rất là cụ thể về cái mô hình trồng gừng của bà con nông dân ở Buôn Hồ, Đắk Lắk á. Thì qua clip này á, bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả video tiếp theo của bên trái cây thương Đắk Lắk. Thì những củ gừng này nói chung là rất là đạt, nhìn rất là mê, là thích. Thì mình sẽ ngày vài ngày tới mình sẽ quay bà con xem được toàn bộ cái cảnh thu hoạch củ gừng luôn. Vì đây là những củ gừng nó nằm trong bọc, thì nông dân đang mất hái cà phê nữa nên chưa có thời gian để thu hoạch. Khi mà bắt đầu thu hoạch mình sẽ quay cụ thể cho bà con xem. Một lần nữa bà con đăng ký kênh để theo dõi nha. Xin cảm ơn con ạ.